Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do tại sao giá nhà chung cư ở Hà Nội lại tăng mạnh trong thời gian gần đây và so sánh với mức giá tại các thành phố lớn khác như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên, hãy nhìn vào một vài yếu tố chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến giá chung cư tại Hà Nội. Nguồn cung hạn chế là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Sự phát triển đô thị tại Hà Nội đang diễn ra nhanh chóng, nhưng đất đai cho các dự án chung cư đang ngày càng khan hiếm, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm. Với việc quy hoạch đất hạn chế, các chủ đầu tư đang phải tập trung vào các dự án cao cấp, đẩy giá bán tăng lên đáng kể. Tiếp theo là về chi phí xây dựng. Trong giai đoạn vừa qua, chi phí nguyên vật liệu và nhân công đã tăng mạnh do ảnh hưởng của đại dịch và các yếu tố toàn cầu. Điều này khiến các dự án chung cư mới cũng phải tăng giá để bù đắp chi phí đầu vào. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư đổ vào bất động sản cũng là một yếu tố quan trọng. Với lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhiều nhà đầu tư đã chọn đầu tư vào bất động sản, khiến nhu cầu tăng vọt và giá nhà cũng theo đó mà tăng. So sánh với thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà tại Hà Nội đã có mức tăng nhanh hơn trong một số phân khúc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù cũng có những yếu tố tương tự, nhưng nguồn cung ở đây lại đa dạng hơn, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành như Thủ Đức, Bình Chánh. Điều này đã giúp điều chỉnh phần nào mức giá nhà, khiến sự tăng giá không quá mạnh như tại Hà Nội. Cuối cùng, không thể không kể đến tâm lý thị trường. Người dân Hà Nội thường có xu hướng coi chung cư như một tài sản dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh giá đất nền tăng cao. Điều này đã tạo ra một áp lực lớn lên giá chung cư, khiến chúng liên tục leo thang trong những năm gần đây. Vậy thì, các bạn nghĩ sao về việc giá nhà chung cư tăng? Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ quan điểm của bạn về tình hình bất động sản hiện nay.